Thân chào quý thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện Lời sống hàng ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay, ngày 28 tháng 4, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Thiên sứ đồng hành, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Xuất Ai Cập Ký chương 23 từ câu 20 đến câu 26. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh trong Xuất Ai Cập Ký chương 23 từ câu 20 đến câu 26 bản truyền thống hiệu đính. Này, ta sai một thiên sứ đi trước con để gìn giữ con trên đường đi và đưa con vào nơi ta đã chuẩn bị. Trước mặt thiên sứ, hãy cẩn thận và vâng lời người. Chớ nổi loạn chống lại người, vì người sẽ chẳng tha sự phản bội của các con đâu, vì danh ta ở trong người. Nhưng nếu con chăm chú vâng lời người và làm theo mọi lời ta truyền phán, thì ta sẽ là kẻ thù của những kẻ thù con, đối thủ của những đối thủ con, vì thiên sứ ta sẽ đi trước con, dẫn con vào đất của dân Amorit, Hetit, Pheresit, Canaan, Hevit và Jebusit, rồi ta sẽ xóa sạch chúng. Con chớ quỳ lại và phục tùng các thần của chúng, đừng bắt chước công việc chúng làm. Con phải phá hủy hoàn toàn các thần và đập vụn các trụ thờ của chúng. Hãy phụng thờ Jehovah Đức Chúa Trời của các con. Ngài sẽ ban phước trên bánh con ăn, trên nước con uống và đem tật bệnh tránh xa con. Sẽ chẳng có đàn bà sảy thai hoặc hiếm muộn trong xứ sở con. Ta sẽ cho con được trường thọ. Câu gốc hôm nay được chép trong Xuất Ai Cập Ký chương 23 câu 20. Ta sai một thiên sứ đi trước con để gìn giữ con trên đường đi. Thời khóa biểu của Beth chật kín lịch hẹn khám bệnh. Điều đó khiến cô cảm thấy mệt mỏi và choáng ngợp. Các bác sĩ làm cô lo lắng khi yêu cầu tầm soát khối ung thư trong cơ thể cô. Mỗi ngày, Chúa thành tín khích lệ cô bằng lời hứa về sự hiện diện của Ngài, cũng như sự bình an nội tâm khi cô tìm cầu Chúa và đọc Kinh Thánh. Cô đã chiến đấu với những bấp bênh và mọi cách trình dâng câu hỏi sẽ ra sao nếu lên cho Chúa. Một buổi sáng nọ, trước một ca phẫu thuật quan trọng, Beth tình cờ đọc được một câu trong Xuất Ai Cập Ký chương 23. Sứ điệp đi thẳng từ trang giấy vào lòng cô. Ta sai một thiên sứ đi trước con để gìn giữ con trên đường đi. Đức Chúa Trời đã phán những lời đó với dân Israel qua Môi-se. Ngài ban luật pháp để dân Ngài tuân theo và dẫn họ đến vùng đất hứa. Không những thế, Ngài phán rằng Ngài sẽ sai một thiên sứ đi trước họ để gìn giữ họ trên đường đi. Mặc dù tình huống của Beth không giống như thế, nhưng cô nhớ rằng nhiều nơi khác trong Kinh Thánh cũng đề cập đến các thiên sứ gìn giữ. Thi Thiên 91 câu 11 chép: Vì Ngài sẽ ban lệnh cho các thiên sứ Ngài gìn giữ ngươi trong mọi đường lối ngươi. Và Hebrews chương 1 câu 14 cho biết Đức Chúa Trời sai các thiên sứ làm sứ giả phục vụ để giúp đỡ những người tin Chúa Giê-xu. Nếu chúng ta biết Đấng Christ, thì Ngài cũng ban thiên sứ đồng hành để gìn giữ chúng ta. Chúa đã làm gì cho bạn qua các thiên sứ của Ngài? Điều này khích lệ bạn như thế nào? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài luôn ở gần và Ngài cũng ban thiên sứ luôn trông nom con cái của Ngài. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tỉnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube.
Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.